Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 15 tháng 6 với những nội dung chính sau đây. Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trần Cao, điểm sáng cho các phong trào thi đua huyện Phù Cử. Giống lúa nếp thơm Hưng Yên cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Xã Ông Đình, huyện Quái Châu có trên 50 hộ thu 100 triệu đồng từ trồng nhãn miền thiết. Xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện đường thủy trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng ngày 15 tháng 6, Quốc hội khóa 14 tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 7 luật, cho ý kiến về 9 dự án luật khác và các nghị quyết quan trọng khác. Đối với dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, tính khả thi của dự án luật này. Kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan trong công tác tổ chức cho kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng cũng nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan tổ chức. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng để không bị lôi kéo lợi dụng, dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật, xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trước đó, với số phiếu tán thành cao, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến luật quy hoạch và thông qua một số nghị quyết quan trọng khác. Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề Hiệp định CPTPP, tư duy hành động của cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ quản lý các doanh nghiệp và nhân dân nắm được những cơ hội và thách thức mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mang lại đối với Việt Nam nói chung và các tổ chức cá nhân nói riêng. Từ đó, mỗi người có hành động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi hiệp định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Tại hội nghị, các đại biểu đã được trang bị những thông tin cơ bản của Hiệp định CPTPP được ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018. Những nội dung cam kết mà Việt Nam đã và sẽ tham gia, cùng nhau thảo luận để làm sáng tỏ thêm những nội dung liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó vận dụng thành công vào hoạt động quản lý và kinh doanh của đơn vị mình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về việc thông tin tuyên truyền, chuyển đổi mã mạng, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên với nội dung sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được công văn số 1265 ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin Truyền thông có văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương và chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở thông tin tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 789 ngày 25 tháng 5 năm 2018. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thông tin tuyên truyền kịp thời kế hoạch chuyển đổi mã mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 2.000 ha giống nếp thơm Hưng Yên. Đây là giống nếp quý, được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chính thức công nhận là giống lúa quốc gia và được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Nên từ nhiều năm nay đã trở thành giống lúa chủ lực, góp phần nâng cao giá trị canh tác, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Các huyện gieo cấy nhiều giống nếp thơm Hưng Yên là Yên Mỹ gần 500 ha, Mỹ Hào trên 400 ha, Phú Cứ Ân Thi trên 200 ha. Năm nay, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống nếp thơm Hưng Yên. Đã có gần 400 ha đăng ký hỗ trợ. Một số huyện như Văn Lâm, Mỹ Hào cũng đã hỗ trợ nông dân từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg giống. Theo bà con nông dân, năm nay giống lúa này năng suất ước đạt trung bình 3 tạ một sào. Bán tại ruộng với giá 8.000 đồng 1 kg, trừ chi phí, mỗi sào nếp thơm Hưng Yên cho lãi 1.500.000 đồng và tiêu thụ thuận lợi. Đây là giống lúa đạt năng suất chất lượng tốt, ít chịu sâu bệnh, cứng cây, chống đổ tốt, thời gian sinh trưởng ngắn ngày nên gieo cấy được cả hai vụ trong năm. Vụ mùa năm nay, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân giống lúa này với khoảng 30 tấn thóc giống, tương đương 800 ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân của huyện Phù Cừ đang khẩn trương ra đồng, làm đất, chuẩn bị sẵn sàng cho gieo cấy vụ mùa. Đến thời điểm này, huyện Phù Cừ đã thu hoạch được trên 60% diện tích lúa xuân. Song song với thu hoạch lúa, ở nhiều địa phương đang huy động máy lồng bừa đẩy mạnh làm đất giữ nước. Toàn huyện đã làm đất được trên 1.000 ha trong tổng số gần 4.400 ha diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Xã Quang Hưng đã cơ bản làm đất xong, các xã Tống Phan, Nhật Quang và Phan Sảo Nam đã hoàn thành thu hoạch lúa và đang đẩy mạnh làm đất. Cùng với đó, bà con tiến hành vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón. Nông dân nhiều xã đang tiến hành ủ mạ để chuẩn bị xuống giống, gieo cấy từ ngày 18 tháng 6 tới theo đúng khung thời vụ. Thời điểm này, những diện tích trồng sen ở xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đang bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao, mang lại thu nhập khá cho người dân nơi đây. Toàn xã có trên 10 hộ trồng sen với tổng diện tích 12 ha. Sen là giống cây dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc nên các hộ dân ở đây đã mạnh dạn chuyển đổi các vùng ruộng thấp trũng sang trồng sen, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Mỗi vụ sen trồng từ tháng 3 đến tháng 6 bắt đầu cho thu hoạch. Sản lượng đạt từ 5 tạ rưỡi đến 7 tạ sen tươi trên 1 ha. Bên cạnh đó, tận dụng diện tích mặt nước một số hộ sen canh nuôi cá trong đầm sen được thu hoạch ngay sau khi sen hết vụ với chất lượng cao, thịt chắc, thơm do nguồn thức ăn tự nhiên trong đầm sen dồi dào. Với giá bán từ 40 đến 60.000 đồng 1 kg hạt sen tươi, 20.000 đồng trên 10 gương sen, bình quân mỗi hộ cho thu lãi từ 2 đến 3 triệu đồng một sào, như gia đình anh Trịnh Xuân Bắc, Nguyễn Văn Ca. Trong những năm gần đây, người dân thôn 3 xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã mạnh dạn đưa cây nhãn đặc sản vào thay thế những loại cây trồng cho giá trị kinh tế thấp. Đầu năm 2005, ông Thương trồng hơn 200 cây nhãn giống miền Thiết. Sau 5 năm trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, đến năm 2010, vườn nhãn nhà ông bắt đầu cho thu hoạch được 4 tấn quả. Sản lượng nhãn thu tăng cao sau từng năm. Ngoài ra, với 5 sào ao nuôi cá, mỗi năm đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng. Giống nhãn miền Thiết có ưu điểm là quả to, ăn ngọt. Hiện tại, thôn 3 có hơn 50 hộ chuyển đổi diện tích sang trồng giống nhãn này. Nhiều hộ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ thu hoạch nhãn. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như các cây trồng khác, cây có múi nói chung và cây bưởi nói riêng chịu tác động nhiều từ dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng, quả bị biến dạng, ảnh hưởng đến mẫu mã năng suất và làm giảm hiệu quả kinh tế khi thu hoạch. Để giúp cho nhà vườn có thêm kiến thức trong chăm sóc, chúng tôi xin lưu ý tới bà con một số vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cho cây có múi. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông Trần Ngọc Hoa ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã đầu tư cải tạo đất và trồng cây có múi, chủ yếu là cây bưởi diễn và bưởi da xanh. Tuy nhiên, do chưa biết cách chăm sóc hợp lý nên chế độ dinh dưỡng bón cho cây thường không cân đối, gây nên hiện tượng quả bị vẹo hoặc phát triển quả không đồng đều. Nhiều năm sử dụng thì tôi xét thấy các cái bệnh ở trên các cây có múi, những cái bưởi, cây cam và các cây khác thì cái bệnh chỉ sắt hay cái nấm nám gây ra đất sẹo thì tôi sử dụng rất nhiều năm cái sản phẩm Anmi là tốt. Đây là một sản phẩm sử dụng rất an toàn mà làm cho cây giữ được cái mẫu mã đẹp và sạch bệnh, đặc biệt cái bệnh chỉ sắt trên cây hiện nay là rất phổ biến mà làm rất hại cái năng suất cho cây. Cái Anmi tốt khi sử dụng thì nó lại làm cho mẫu mã của quả đẹp mà độ lá bền lá của trên cây có múi này rất chi là xanh tốt. Để cây đạt năng suất cao, ngoài việc chọn giống chăm sóc thì việc bổ sung các thành phần dinh dưỡng cho cây cũng giữ vai trò quyết định đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây trồng, đảm bảo năng suất và chất lượng của quả. Để bà con chúng ta có thể chăm sóc cây có múi một cách nó tốt nhất và đầy đủ nhất, đảm bảo được cái chất lượng, thì bà con chúng ta lưu tâm về cái yếu tố dinh dưỡng, trung lượng và viên lượng ở trong cái thời kỳ này. Bà con chúng ta ở thời kỳ này có thể sử dụng các cái sản phẩm mà dạng phân bón qua lá, mà lưu ý bà con là nên sử dụng các sản phẩm phân bón qua lá ở dạng hữu cơ thì nó sẽ tốt hơn, cây trồng có thể hấp thụ ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ sử dụng một cách cho từ từ. Ví dụ như cái Silimax là một trong những cái sản phẩm mà nó sẽ cung cấp cái kali, canxi, silic và các cái thành phần khác để giúp cho cái quả bưởi, quả cam mà nó có thể tổng hợp các chất dinh dưỡng nó tốt, và cũng như là hạn chế cái hiện tượng mà nứt quả hay là rụng quả ở trong cái điều kiện thời tiết nó bất lợi như là nắng nóng khô hạn được kết hợp với cả mưa. Thời kỳ cây phát triển quả là thời kỳ cây rất nhạy cảm, nếu chăm sóc không đúng cách sẽ làm giảm năng suất và chất lượng của cây trồng. Vì vậy bà con nên chú ý bổ sung đủ dưỡng chất cho cây có múi theo hướng dẫn. 2 năm trở lại đây, việc xử lý đất dôi dư tại huyện Ân Thi chậm, một số địa phương có dấu hiệu lơ là, chậm thực hiện trong suốt một năm, không xử lý đất dôi dư, thêm được trường hợp nào? Trong 2 năm 2014-2015, huyện Ân Thi là địa phương xử lý đất dôi dư tốt, thu về số tiền gần 14 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều xã, thị trấn có số thu trên 500 triệu đồng như Xuân Trúc, thị trấn Ân Thi, xã Hạ Lễ, Hồng Quang, Quảng Lãng. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, việc xử lý đất dôi dư có dấu hiệu chững lại. Các xã Bãi Sậy, Đào Dương, Tân Phúc, Bắc Sơn, qua Đo Đạc có nhiều diện tích đất dôi dư, nhưng việc xử lý chậm còn lúng túng trong việc hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, công tác dân vận còn hạn chế, trong đó nhiều đảng viên chưa nghiêm túc thực hiện luật đất đai. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách trên sông Hồng và sông Luộc. Qua đó, đội thanh tra đường thủy đã kiểm tra giấy phép, bảng niêm yết cước phí, nội quy bến, đường lên xuống bến, nhà chờ, biển báo hiệu. Qua kiểm tra 14 bến thủy nội địa, đội thanh tra giao thông đường thủy đã phát hiện lập biên bản xử phạt hành chính bến đò Thị Giang, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, bến Sáng, xã Hùng An, huyện Kim Động, bến Phù Sa, xã Đẩy Tập và bến Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu. Do chưa đảm bảo phòng chống cứu nạn và thiếu phao cứu hộ, đảm bảo an toàn cho hành khách trên sông. Cùng với đó, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành quy định của các phương tiện kinh doanh đường thủy, các bến khách qua sông về việc thực hiện những quy định đảm bảo an toàn cho hành khách, nhắc nhở chủ phương tiện, các đơn vị kinh doanh cần thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn khi chở khách ngang sông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách trong mùa mưa bão. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay đã có 8 trên 9 nhà máy cấp nước sạch đang triển khai, lắp đặt, đấu nối lấy nước từ sông Hồng và sông Luộc để xử lý. Các nhà máy nước này trước đây sử dụng nước sông Bắc Hưng Hải. Tuy vậy hiện nay, các sông này ô nhiễm nghiêm trọng, vượt tiêu chuẩn nhiều lần, không đạt quy chuẩn QCVN08. Thực hiện giải pháp chương trình nước sạch tỉnh Hưng Yên đến hết năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay đã chuyển nguồn cho 8 nhà máy gồm thị trấn Lương Bằng, thị trấn Trần Cao, Hồng Quang, Tân Trào, Minh Tân, Quang Hưng, Phạm Ngũ Lão, Thuần Hưng, lấy nước thô từ sông Hồng và sông Luộc. Riêng nhà máy nước Hương Đảo dự kiến sẽ hoàn thành chuyển nguồn vào cuối năm 2018. Do đang hoàn tất các thủ tục xin cấp phép thi công đường ống thu trên địa bàn thành phố Hưng Yên, công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đang đầu tư xây dựng hệ thống thu nước mặt sông Luộc, thay thế hệ thống nước ngầm để xử lý cung cấp nước sạch cho người dân thành phố trước tháng 6 năm 2018. Như vậy, đến hết năm nay, trên địa bàn tỉnh sẽ không còn nhà máy cấp nước sạch lấy nước mặt sông Nội Đồng để xử lý. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ luôn đi đầu trong các phong trào, tạo được sự đồng thuận và niềm tin của các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Trong phong trào làm đường giao thông, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã vận động toàn dân đồng lòng cải tạo nâng cấp các tuyến đường. Từ đầu năm 2016 đến nay, Mặt trận đã vận động được gần 500 gia đình tháo dỡ công trình, hiến trên 12.000 m2 đất. Trong đó, nhiều thành viên trong Mặt trận đã đi đầu thực hiện hiến từ 40 đến 60 m2 đất như gia đình các ông bà Trần Thị Hằng, Nguyễn Quang Vinh. Trong phong trào vệ sinh môi trường, Mặt trận vận động thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình. Đến nay đã có trên 800 hộ tham gia. Là địa phương có đồng bào Công giáo sinh sống, các thành viên trong Mặt trận thường xuyên tuyên truyền tới nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mới đây, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Nhằm nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với khu dân cư văn hóa, các xã thị trấn của huyện Mỹ Hào đã trồng cây xanh và hoa dọc trục đường giao thông. Hiện nay, huyện Mỹ Hào đã có 7 trên 13 xã thị trấn tiến hành trồng cây xanh và hoa dọc trục đường giao thông chính. Điển hình như xã Cẩm Xá, xã Phan Đình Phùng, xã Ngọc Lâm và Minh Đức. Các loại cây xanh được trồng chủ yếu là xà cừ, phong, điệp vàng, cau cảnh, dừa cảnh. Dọc hai bên đường, phía dưới mỗi hàng cây được trồng hoa cúc, hoa 10 giờ. Sau khi trồng, các xã giao cho Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên chăm sóc để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian tới, huyện Vĩnh Hào sẽ tiếp tục phát động đến các xã nhân rộng mô hình con đường hoa đến tận các thôn xóm, phát động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa văn minh. Những con đường hoa không chỉ tạo cảnh quan đẹp trong các khu dân cư mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Đảng bộ xã Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đem lại hiệu quả thiết thực. Một trong những nội dung quan trọng làm nên kết quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của xã Thủ Sĩ phải kể đến tổ tự quản từ thôn đến xã. Toàn xã hiện nay có 6 tổ tự quản, trong đó 5 tổ tự quản được thành lập tại các thôn và một tổ do cựu chiến binh phối hợp với các đoàn thể lập nên. Hàng tuần hay dịp lễ Tết, tổ lại ra quân nhắc nhở về thực hiện môi trường và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tiêu biểu năm 2017, tổ đã phối hợp với lực lượng công an bắt giữ được một đối tượng ma túy. Cùng với kết hợp với các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền cho cán bộ hội viên, con em hội viên là cái thứ nhất là tham gia là an toàn giao thông. Cái hai là trật tự và cái thứ ba là vệ sinh môi trường và ấy là tuyên truyền cho nhân dân cùng với các tầng lớp nhân dân đấy là trong toàn đấy là cơ sở xã Thủ Sĩ là chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Công tác vệ sinh môi trường cũng được người dân của xã đặc biệt coi trọng. Điển hình là việc phân loại và xử lý rác thải của hội viên phụ nữ. Từ năm 2015, tất cả 600 hội viên đã thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Đến nay, chị em vẫn thực hiện tốt công việc này. Việc thực hiện phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình đã tiết kiệm một phần chi phí cho việc vận chuyển rác và góp phần quan trọng đối với việc giữ gìn môi trường sạch đẹp khu dân cư. Như trước ấy thì cứ đổ ra góc vườn thì nó hôi thối. Nhưng bây giờ thì mọi thứ tôi cho vào đấy xong là xử lý thì nó sạch sẽ, nó không hôi mà phân đấy ra cho rau ăn thì đỡ phải lân đạm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ở Thủ Sĩ phát triển là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo tốt đối với phong trào và sự chung sức thực hiện của bà con nhân dân trong xã. Mọi phong trào và các cuộc vận động đều được Đảng bộ, chính quyền xã tuyên truyền đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và từ đó truyền tiếp đến người dân trong thôn xóm. Trước mắt chúng tôi xác định là sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, rồi sự tích cực của các ngành đoàn thể trong xã đã nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên. Thứ hai là đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cái nhiệm vụ cuối cùng mà chúng tôi xác định là để làm tốt được thì phải thường xuyên biểu dương các cái tập thể cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua và đồng thời là rút kinh nghiệm với những cái biểu hiện lệch lạc, việc làm trái với quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục của địa phương chúng tôi. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo mà phong trào có sức lan tỏa rộng khắp các khu dân cư trên địa bàn xã. Tính đến nay, 5 trên 5 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, phong trào rèn luyện thể thao phát triển, nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ được ra đời, tạo sự giao lưu gắn kết giữa người dân trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai, thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều hộ dân ở xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Hoàng Công Sĩ ở xã Đồng Tiến, huyện Quái Châu cấy trên 10 ha lúa cho thu nhập cao. Các cấp hội nông dân trong tỉnh tích cực ủng hộ kinh phí tu bổ tôn tạo đền thờ Hoàng Hoa Thám. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.